Vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 3, một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra tại xưởng sản xuất số 19 ngõ 200 Vinh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Do đây là nhà xưởng của các hộ kinh doanh chứa các vật dụng dễ bắt lửa nên nguy cơ cháy lan sang khu vực nhà dân lân cận là rất cao. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, một xe chỉ huy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Do khả năng tiếp cận đám cháy bị hạn chế nên sau đó đã có thêm 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị khác đã được huy động. Đến khoảng 20 giờ tối qua, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy khoảng gần 300 m². Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.